con người á, quan trọng nhất là cái gì? Cái tinh thần, cái niềm tin, sức sống. Cái tinh thần mà không có thì không làm được gì hết, thật sự là như vậy. Vì tôi mất tinh thần, không có cái niềm tin, sức sống nên tôi á, bị rất là đau lòng, tổn thương. Cái duyên mà bề trên đưa các bé sốt đến á, đối với tôi rất đặc biệt. Tôi chỉ mới vui trong một cái phút chốc ngắn ngủi rồi lấy đi hết của tôi cái niềm vui, cái niềm tin, nụ cười. Tại vì các bé vô tội, trái tim của tôi tan nát cõi lòng bây giờ lắm. Hãy trả lại cho tôi bé sốt của tôi sẵn sàng chấp nhận. Tôi hy sinh, tôi tổn thọ, tôi nhường tuổi thọ cho em, cho bé. Tôi nuôi bé thì cũng như con của tôi, rất tội nghiệp. Bây giờ các bé bị giết, bị hại, bị mất hết rồi. Còn bé sốt gơ của tôi thì bây giờ lang thang ở bên ngoài. Nó có đến cửa kìa, nó xin đồ ăn, nó lấy nhưng mà không có được vô nhà vì đây là nhà của người ta. Mình nói đi, mình phải nghĩ là nhà của người ta, mình phải tôn trọng cái luật chị, mình là khách thuê nhà. Mình phải sống có cái sự tôn trọng nhau, mình tự trọng, đừng để người ta coi thường à mình. Vì coi lại mình là người cũng sai trước, vì cái luật ở đây không bảo vệ động vật, vì cái luật nó bất công bất hạnh cho các em sốc là không có sự tôn trọng các em. Hàng xóm cũng không tôn trọng chủ nhà, không tôn trọng láng giềng, không tôn trọng chính phủ, không tôn trọng là thua. Bởi vì các em là sống trong một cái sự bất công. Muốn bảo vệ được các em là phải có tiền, phải có nhà. Tôi phải có cái nhà riêng. Mà cái thân tôi bây giờ không xong nữa. Nếu trường hợp mà ở đây ra đường tôi đi về đâu, không có chỗ đi về đâu hết. Tôi hoàn toàn không có chỗ để đi. Không có một chỗ nào ngoài tôi là một người vô gia cư trên đường phố. Tôi còn ngồi đây là tại vì tôi nằm đêm tôi suy nghĩ lại, hãy hết sức bình tĩnh lại với chính mình. Đời tôi đã qua quá nhiều cay đắng tủi nhục, thê thảm lắm. Nhìn tôi còn có xương với da ở xa xa vậy chứ rờ lên còn xương với da không à, đầu óc tôi đâu có vui vẻ. Cô nhân viên phục vụ nhỏ này nó nhỏ tuổi hơn tôi, nó mới gọi lại. Nó là nhân viên của chính phủ, công an, việc làm của nó là cái business của nó là làm ăn với khách hàng, với bệnh nhân. Là tôi là người được chính phủ Mỹ cho cái chương trình sử dụng nhân viên, tôi không được quyền trả lương qua chính phủ Mỹ đưa cho tôi rồi tôi phát lương cho nó, nhưng mà qua bảo hiểm sức khỏe của tôi, dùng sức khỏe của tôi để kiểm tra, rồi trên chính phủ, y tá, nhà thương, bệnh viện mới phê, mới duyệt cho tôi, mới cho bao nhiêu giờ tới đây chăm sóc tôi. Tại cái sức khỏe của tôi là nó rất suy sụp, thấy vậy chứ mệt lắm. 2 3 ngày nay tôi ráng lên. Quý vị biết không, thì qua cái chương trình nước Mỹ á, thì họ sẽ cho mình bao nhiêu tiếng, bao nhiêu giờ để mình được những nhân viên tới phục vụ tùy theo cái tình trạng sức khỏe. Nói chung là như vậy. Thì bây giờ duyệt cho tôi là 1 tuần được 6 tiếng. Hồi xưa thì 30 ngày, một ngày thuê luôn là 8 tiếng. Mà lúc đó tôi mới giải phẫu xong, tôi có một mình quá cực. Nhưng bây giờ thì bớt lại, chính phủ Mỹ không có đủ tiền ngân khoản nữa nên giúp rất giới hạn. Nhưng mà tôi suy sụp tinh thần một cách rất là căng thẳng. Căng thẳng từ việc làm, chỗ ở, tới tinh thần là có các bé sốt. Luật pháp khắc nghiệt, không có ưa các em. Và từ bác sĩ, nhà thương tôi biết kỳ thị. Tôi một cái sốc rất nặng, tại tôi không ngờ là cuộc đời các bé sốt thật khổ như tôi vậy. Rất là giống tôi, y hệt, rất đồng cảm nhau, chúng tôi là cùng một loại. Tuy cái xác tôi là người, em là thú nhưng không khác gì hết. Bị kỳ thị, bị tấn công, bị trù dập, bị thê thảm hết. Tóm lại là tôi rất cảm ơn, vô cùng cảm ơn tất cả những ai yêu thương tôi, trái tốt thơm mình. Mình rất là cảm ơn quý vị chân thành, đa tạ những ai đi theo tôi, sập cho tôi từng kênh một, có sự ủng hộ tôi. Tôi cả con tim, lòng thành và tinh thần của tôi đã đi theo các em sốt hết.
Tôi nằm đây, tôi vẫn còn sự bàng hoàng, tôi còn một cái sự ám ảnh. Vì mỗi lần tôi bước vào trong bếp là tôi lại nhớ tới khuôn mặt của các bé sóc nhỏ. Các bé sóc con vô tội nhìn tôi, ánh mắt dễ thương ngây thơ. Rồi cái bé sóc mà trước khi chết đó, là tôi có gặp bé mấy lần cho bé ăn. Bé rất là rụt rè, nhút nhát, dễ thương, rất là chậm hơn những bé khác. Em học từ từ, em lấy đồ ăn, em chỉ mới học cầm và học ăn, rất tội nghiệp. Rồi em lúc nào cũng lẩn trốn trong cái góc, em không có như các anh chị của em, các bạn đồng loại cùng mẹ. Đùng một cái máu mũi máu miệng chết, làm cho tôi bị một cú sốc vô mặt tôi. Rồi bé khác thì lại bị chó tấn công ngay mặt tôi, và coi như là thừa chết thiếu sống. Tôi gọi cấp cứu và đưa đi một cái chỗ, họ lấy luôn em sốc không biết là em như thế nào, không có trả lại đây cho tôi nữa. Coi như tôi mất đứa thứ hai, tức là con của hai bé sốc tôi nuôi, hiểu không, là cũng trong nhà này ra. Rất là thê thảm cho trái tim và cái lòng của tôi, tan nát hết vì tôi không có cái nhà. Thì còn lại ba bé thì bây giờ không biết về đâu, nó lẫn lộn nhau, bây giờ có thể đã bị giết rồi đó. Em ngồi em lấy đồ ăn nè, bây giờ tôi có bảo vệ thì nó cũng giết, không bảo vệ nó cũng giết, bây giờ có đóng cửa sổ nó cũng giết, không đóng cửa sổ nó cũng giết. Giết là nó muốn giết nó giết thôi, vì cái tâm nó ác rồi. Tôi không thể che chở, ngoài tôi có cái nhà mà tôi thì không làm ra tiền. Cái bệnh sưng mặt của tôi thì bây giờ mùa đông tuyết rất lạnh, đương là bão tuyết chứ không phải tuyết bình thường, tuyết mà khẩn cấp, tuyết mà gọi báo cho cả cái nước Mỹ này, mười mấy tiểu bang có chỗ tôi ở. Và tôi là một người bị cái bệnh xương mặt, nhìn tôi xa xa bình thường nhưng trong mặt của tôi là bắt 18 con ốc y học ở đây, rất là khó cho cuộc sống của tôi hiện tại. Tôi rất buồn, có những cái mà tôi nói không được cái nỗi lòng của mình. Quý vị mà lên trên cái YouTube này là cái nơi thuộc về cái mạng xã hội, nó phức tạp, người đủ loại người, toàn là vô cảm. Con người trên thế gian này ích kỷ, độc ác và rất vô cảm, không có nghĩa tình, không có trái tim, không có cái tình con người. Khi ai mà có chuyện là có tôi, nhưng khi tôi có chuyện hoàn toàn một mình tôi đối diện. Cô nhân viên nó mới gọi tới, tôi nói nó biết tôi rất là lo. Tại vì bây giờ cho dù có tiền cũng không đi mua nước dễ, internet mua Amazon, bắt tôi đóng tiền hàng tháng, hàng năm làm membership, đóng tiền hàng tháng là một năm bao nhiêu đó, thì nó mới chịu bán đồ ăn và ship ra. Và đồ ăn luôn là mắc ở bên ngoài, nhưng ít ra có còn hơn không, phải chấp nhận. Bởi vì tính ra mình đi xe taxi, đi xe bus, rồi mình kéo đồ nó rất là nhồi tim và nó rất cực. Phải lên xuống cái cầu thang ở đây nó phức tạp, dạo này nó đỡ một chút từ khi gây lộn với tụi hàng xóm. Hình như chủ nhà cũng có làm lại cái trật tự nên tụi nó bớt tụ tập lại rồi. Và tôi với tụi nó chiến đấu với nhau cũng một thời gian, nhưng bây giờ tất cả đều về vui vẻ rồi. Chỉ có cái thằng bên đây là trên lầu là nó giết những em Tú, vì nó ganh tị tình yêu của tôi với các em, nó cua dê tôi không được, nó lấy các em làm nạn nhân, nó giết hết, nó giết không còn đứa nào, nó lén nó để bẫy rồi nó giết không tha đứa nào hết. Thì giờ còn có mấy đứa, thì tôi có nói chuyện bên chủ nhà họ binh nó, tôi nói là thù trong giặc ngoài ba rê thôi. Nhưng hôm nay tôi còn ngồi đây, tại sao tôi phải bình tĩnh lại? Tôi nằm đêm tôi nghĩ, bây giờ tôi có dọn đi đâu cũng là nhà thuê, tôi tránh vỏ dưa tôi lại cũng sẽ gặp vỏ dừa, cũng lại chủ nhà, hàng xóm, rồi nhân viên chủ nhà vân vân cũng vậy. Mà tôi ra khỏi đây rồi, bé sốt gơ của tôi, bé sốt gái rất tội, chưa tới lúc mà không phải lúc để bỏ nó, không bỏ được. Cái tình cảm tôi đối với bé như con tôi bỏ nó không được, rất tội nó. Cho nên tôi thà hy sinh làm mẹ tôi đây, tôi nhịn nhục tất cả vì con của tôi phải nhịn nhục. Và tôi sẽ sắp tới đây, tôi hứa tôi ráng lên, vì tôi bị đủ thứ căng thẳng hết. Và tôi xin lỗi tất cả những quý khán tín giả fan của tôi, những ai xem kênh có những lúc tôi lớn tiếng, tôi gào thét hoặc là tôi nói chuyện không được văn hóa, tôi dung tục chửi thề. Tại vì không phải tôi là loại người chửi bậy, mà tôi dùng cái thuật sống của tôi, cách của tôi làm mẹ nhưng như giáo nhân.
hiểu cái mã nhân như giáo nhân là gì mới hiểu tôi. Vì tôi là một người làm từ thiện từ xưa giờ. Và những cái gì tôi làm tôi đều có lý do và tôi không làm bậy. Hiểu không? Tôi không làm cái gì dư thừa trên YouTube này hết. Không bao giờ kênh của tôi dư thừa. Bây giờ hiểu ý không? Thành ra thông cảm cho tôi. Còn về cái phòng của tôi nội tất, xin lỗi là phòng này tôi đang gói ghém để đi ra. Tôi chưa biết đi về đâu nhưng tôi sẽ dọn và trả phòng. Tôi chưa dọn liền lập tức ngày mai tại tôi chưa có điều kiện. Tôi đang xin bề trên, tôi đang kiếm điều kiện, đang giái bề trên. Tôi sẽ cố gắng đi tới tiệm nhiều hơn để mua vé số, để cầu tài, cầu may. Tôi rất là đau lòng ngộp thở từng giây phút một ở đây. Tôi không biết làm sao cứu mình, tôi bế tắc hoàn toàn rồi. Tôi xin, tôi cũng không biết ở đâu tôi xin nữa. Tôi rất là đau lòng, hiểu cái gì? Khi con người không vui, đau lòng, không biết đi về đâu. Đây là cái điểm yếu của tôi. Cái điểm yếu của tôi là không có nhà, không có công ăn, việc làm ổn định. Nếu bỏ ra tiền bệnh tật, bỏ ra cái phòng này tôi đi về đâu? Bỏ cái tiền bệnh tật tôi sống như thế nào? Hiện tại với tư cách tôi một người Việt Kiều, hai quốc tịch, tôi muốn về Việt Nam cũng phải có giấy tờ, phải hợp pháp, không phải dễ hồi hương. Sau khi tôi tìm hiểu ra không phải dễ, cũng phải cần thời gian. Ở đâu đi nữa cũng buồn như nhau, phải có tiền. Phải có tiền và phải có cái nghị lực, phải có cái sự lo cho mình, chứ không ai lo cho mình được. Và khi tôi nằm đêm tôi suy nghĩ thì tôi phải cảm ơn nước Mỹ này. Cho dù nó không trọn vẹn nhưng nghĩ đi giờ phút này, nếu tôi là một người vô gia cư trên đường phố thì tôi hoàn toàn là một người cầm hộp lon, đâu phải đơn giản. Giữa cái quyết định của tôi chỉ một tích tắc thôi, là do tôi ra khỏi đây, tôi chỉ qua nói chuyện chủ nhà là tôi bỏ hết ra thùng rác, tôi lấy vali tôi vác đi thì tôi sẽ ngồi nằm đường thành một người vô gia cư trở lại. Là cuộc đời của tôi 28 năm về trước khi tới Hoa Kỳ này. Cho nên tôi nằm đêm tôi nghĩ lại, bây giờ vô gia cư ra đường hay là ngồi đây vô gia cư có khác gì nhau đâu quý vị. Bởi chính cái phòng này không phải nhà của tôi. Cái sai lầm lớn nhất là con người ai cũng có lúc sơ sót khi tuổi trẻ. Tiền bạc tôi xài không có được kỹ. Tại sao? Vì cái lúc tôi bệnh nó làm tôi bế tắc tinh thần nên tôi hay làm từ thiện. Cả đời từ nhỏ tới lớn tôi khổ mạng. Và tôi thông cảm, và tôi là người thích sống trang trải con tim, không có thích ích kỷ. Và tôi sẽ làm cái kênh, tôi đang nằm đêm có cái kênh tên gì bây giờ, để chúng ta được gặp nhau, sẽ được comment trực tiếp nói chuyện với tôi mỗi ngày. Chúng ta sẽ trò chuyện, chia sẻ tâm sự có nhau ha. Thì cũng coi như là bạn tinh thần giúp nhau. Tôi là người hoạt động xã hội công ích bằng cái tâm và bằng cái lòng của tôi. Tôi cũng cảm ơn tất cả có một số người đi theo dõi kênh của tôi. Kênh của tôi không phải đánh phá Ngọc Sơn. Tôi nhắc lại, tôi không phải kẻ thù với Ngọc Sơn. Mà tôi đang xử lý chuyện bao thoát. Tại cái bao thoát là cái nơi tôi ngồi làm từ thiện 20 năm. 20 năm về trước tôi gặp cái trang mạng bao thoát và họ có cái may mắn gặp được tôi. Cái duyên người Việt Nam tụ tập trong đó. Rồi tôi đem cái tâm của tôi ra tôi giúp. Thì trên con đường tôi làm từ thiện, tôi giúp cái trang web đó, tôi mới gặp Ngọc Sơn. Rồi Ngọc Sơn cần cái bao thoát. Chúng tôi chuyện tình cảm nam nữ có một cái sự giao thiệp, nhưng mà chuyện tình cảm chưa có bắt đầu. Bởi vì mỗi người đều có lý do riêng cả hai bên chúng tôi. Nói không có cuộc tình nào thì nó không đúng. Nhưng mà nếu nói có mối tình nghiêm túc với chúng tôi tối ngày, Ngọc Sơn thì cho gia đình, cho quần chúng của Ngọc Sơn, cho sự nghiệp của Ngọc Sơn, cho bản thân. Còn tôi thì tối ngày cứ lận đận cái bệnh xương mặt. Nên chúng tôi không có là một đôi tình nhân, một đôi tình duyên bình thường được. Ở đây tôi nói đi nói lại, tôi ngồi trên YouTube Ngọc Sơn đều vào xem hết, biết hết. Bởi vì tôi và Ngọc Sơn đã biết nhau là 15 năm rồi. Đừng bao giờ lo là kênh tôi không ai coi, tại vì kênh tôi luôn có người coi. Tại bây giờ tôi mệt, tôi nghỉ ngơi. Tôi muốn đông thì có lúc nào đó cái duyên nó sẽ đông. Tôi muốn 1 triệu view thì nó sẽ có 1 triệu view, vì do bề trên họ sắp xếp cho tôi về tâm linh. Tôi không có lo chuyện không ai coi kênh hết. Nhưng mà những năm nay tôi dùng cái YouTube, tôi thông vào cái bao thoát, tôi đang cố tình giúp Ngọc Sơn tôi đưa lên. Vì Ngọc Sơn và bà cụ ở Việt Nam quá xa, không biết tôi làm gì, họ hiểu lầm. Tôi không có làm gì họ hết, tôi giúp họ thôi.
Nhưng trong cái tôi la đầy họ, tôi vẫn có cái thiện, chứ tôi không có cái ác. Tôi không có cái ý gì ác với ai hết. YouTube này có nhiều người rất ác, và cuộc sống này rất ác, và ngay cả bao thốt toàn là ác nhiều hơn là thiện. Bởi vậy cho nên là tôi không có thích dính dấp tới những người có cái tâm không thiện, giao thiệp với tôi vì tôi không có thấy có giá trị gì. Ai nói gì nói, nhưng đối với tôi, các em sốc thiên nhiên, tôi quan sát, tôi giao thiệp, tôi nuôi các em, tôi cứu, tôi giúp từng em một, tôi biết tính tình em không có hại ai, em không có phá ai, em có đụng gì ai. Toàn là du quan giá họa, toàn là ác cảm với các em. Cũng như có những người ác cảm với tôi nói bậy tôi. Nói bậy tôi làm cho có những sự ngộ nhận lầm lẫn. Thấy tôi ngồi trên YouTube này, thí dụ ai đi ngang qua thấy tôi đụ mẹ đéo bà, thấy tôi chửi Tề Văn Tục, chửi Ngọc Sơn, chửi bà cụ mẹ Ngọc Sơn, mấy người không biết, thì sẽ nói tôi là một con mất dạy, đầu đường xó chợ, một con này con kia. Nhưng mà khi để ý kỹ cái câu chuyện của tôi, nếu chịu để ý theo dõi từng lời một của tôi, cách cư xử của tôi sẽ biết tôi không có hại họ. Vì họ có cái gì tôi mới la họ, tôi mới hộ đồ. Nhưng nếu tôi không lớn tiếng nặng lời thì sự nghiệp của Ngọc Sơ không có được ngày hôm nay. An ninh tính mạng, tất cả những gì Ngọc Sơn đang có không có trở lại. Hỏi Ngọc Sơn xem đúng không? Tôi biểu anh bỏ cái bao tốt, anh ăn rồi anh quán thù tôi. Anh bỏ bao tốt không phải là anh mất bao tốt, mà là anh phải để cho cái bao tốt nó lắng động lại, để giáo dục lại cái trang mạng bao tốt những người sai tầm bậy. Cái làn sóng bao tốt, cái tình hình, cái sự ảnh hưởng của tôi. Nhưng anh không chịu nghe tôi, anh cứ háo thắng háo danh. Anh tối ngày anh cứ mộng ảo, anh có cái quyền lực. Anh không hề có một cái quyền lực gì, mà là tôi mới là người quyền lực. Mà chỉ có tôi mới thông minh, có tài để giúp anh. Đằng sau lưng người đàn ông thành công phải có người phụ nữ tài giỏi tốt bên cạnh. Anh may mắn gặp được tôi 15 năm, nhưng anh không biết tôn trọng, trân trọng. Anh là loại đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc. Anh là loại đàn ông rất là ác độc. Anh độc ác vô cùng. Tôi nói thật, tôi biết anh hơn ai hết, và tôi còn biết anh là duyên tiền định của tôi nữa. Tôi biết rất nhiều về anh hơn anh tưởng. Lúc đầu tôi không biết anh, nhưng sau 15 năm tôi đem cuộc đời của tôi chắc nói lại từng câu chuyện một, ngồi đây với chương trình talk show của tôi trong nhà, và tôi đem lên đây 10 năm hơn tôi la rầy anh. Không phải tôi đụng tới anh mà tôi giúp anh, tại anh nhìn không hiểu được cái chiều sâu tôi đang làm, tôi cứu anh. Giây phút này tôi ngồi đây nè, 23 tháng 12 tháng 2022, 2:15 buổi chiều. Mấy ngày trước mình gặp nhau trong bao tốt, anh và Quý Ngọc ở trong nhà dùng cái nick của anh ngồi với trái tốt tôm này, anh mắc để nó mắng chửi tôi, nó xúc phạm tôi. Nếu tôi không nặng lời với anh và thằng Quý Ngọc thì cả hai tụi anh, hai thằng anh mấy người sẽ đi ngồi tù. Vì mở cái phòng lại mà cứ ham đông, ham hút khách, ham sân si cái bao thoát. Bao thoát là những thành phần không dễ dàng đụng chạm. Tôi đã nói rồi, vì tôi là cái người đẻ ra xác lập bao nhiêu năm qua chỗ ngồi của cái bao thoát, tôi biết hơn ai hết. Không dễ đâu. Muốn kiếm ăn bao thoát thì đừng kiếm chuyện với tôi. Hai thằng đàn ông ngồi để kiếm chuyện một con đàn bà, đó là cái điều rất là thất bại và thất sắc. Lớn rồi phải học cái tính đàn ông, đừng học cái tính đàn bà. Mặt vái, tôi nói ở đây, tôi hỏi lại là kiếm tiền hay là kiếm chuyện? Mục tiêu cái bao thoát là những quyền lợi hay là đi sân si với tôi một người phụ nữ? Thì anh làm một cái bài toán với thằng Quý Ngọc. Làm cái gì thì cũng phải biết tôn trọng người khác, chứ đừng tưởng rằng nên ngồi gài người này, sốc người kia, xúc phạm làm nhục người nọ. Bây giờ cái luật mạng anh thấy rồi, đã thay đổi rồi. Nếu anh tiếp tục ngoan cố, đừng để tới mức độ tôi lập vi bằng. Vì anh cứ dung túng thằng Quý Ngọc xúc phạm tôi, một người bệnh tật, tư cách một ca sĩ nhạc sĩ, giữa quần hùng võ lâm tôi là chỉ ba Ngọc Sơn, người yêu của anh. Bên trong tôi với anh có yêu hay không, cái đó là một chuyện giữa chúng ta. Nhưng tôi là chỉ ba Ngọc Sơn, tôi là thách nữ trái tốt tôm của cộng đồng hải ngoại. Anh hiểu không? Của hải ngoại, quần chúng ở hải ngoại, chứ tôi không phải một trái tốt tôm quèn. Còn những người trong Việt Nam như anh, tôi không biết là ai. Tôi không cần biết, tôi không muốn biết, thì quần chúng của tôi. Anh hiểu không? Tuy rằng thời gian 20 năm, nhưng tôi vẫn còn cái danh dự của tôi và cái uy tín.
cái giá trị. Sông có thể cạn, đá có thể mòn, thời gian có thể thay đổi. Nhưng trái cốc thơm tên tuổi của tôi đã gắn liền với lịch sử trang bao thoát. 20 năm, tôi là một người lọc ra bao nhiêu những người ngồi online nhờ tôi mà thành công. Tôi chưa bao giờ thất bại. Anh thấy ông, tôi đưa anh lên 14 năm, nếu anh không khốn nạn ăn được cái chửi trả trắng chủ vô mặt tôi với mẹ anh, thì giờ này cái sự nghiệp của anh không phải như vậy đâu Ngọc Sơn. Nếu anh chịu nghe lời tôi, anh để tôi bên cạnh giúp anh, tôi bảo đảm giờ này khối tài sản của anh gấp 10 tỷ lần những cái anh đang có, còn gấp tỷ lần bây giờ. Anh rất là ngu si hồ đồ, anh rất là trẻ con và ích kỷ, anh rất là độc ác. Anh không có biết cái gì là nghĩa là tình, anh không biết cái gì là lợi là hại. Giữa thằng Quý Ngọc và tôi, anh thà chọn nó, anh không chọn tôi bao nhiêu năm nay. 5 năm đầu tiên anh cũng ngồi với nó, anh mất cái phòng. 10 năm sau anh vẫn ngồi với nó để anh mất tôi một lần nữa. Mấy lần rồi, anh vì nó mà anh bất hiếu với cha mẹ anh không coi ra gì. Anh hãy tự kiểm điểm, tự tát vô mặt anh và coi lại mình. Giờ phút này anh tung tăng ở giữa truyền thông ở trong Việt Nam, những cái tung hô cao hứng đưa anh lên phong anh làm sói vương, kêu bác ba rồi đại ca rồi anh ba này kia number one, tất cả cũng chỉ là cái bao thuốc ảo trong Ngọc Sơn. Nó chỉ đổi cái địa bàn thôi, qua YouTube, Facebook, dạo ngoài đời. Nó không có thực tế đâu Ngọc Sơn. Chỉ có tôi người phụ nữ ngồi đây mới thực tế cho anh tất cả, giúp anh tất cả mà không lấy một sen tiền ca sê. Tôi giúp anh là cái tấm lòng nhân, vì anh may mắn với mẹ anh. Anh phải biết tận dụng nó, bởi vì thời gian nó hết rồi. Tuổi xuân không đợi tôi và anh. Tôi không có ghét thù với cái thằng Quý Ngọc, nhưng mà nó là cái thằng luôn phá đám tôi và anh, phá con đường sự nghiệp của anh, cản trở bước tiến của anh. Tôi nói thật, đụng chạm tôi chịu, vì nó là cái đầu tàu và mẹ anh là cái mấu chốt, làm phiền anh vướng tay vướng chân. Tôi không đụng chạm bà cũng hay hỗn ẩu đâu, mà xử thật. Vì không có một ai nói tiếng nói công bằng cho anh, công đạo cho anh, thì tôi ngồi đây tôi nói cho anh. Bởi anh nói ngày xưa anh yêu tôi mà anh khó xử, tôi xử cho anh. Tôi xử cho anh, tôi đâu làm gì sai. Cái bậy của anh nhất là anh chuyên môn. Anh luôn luôn để thằng Nguyễn Ngọc xài chung máy, chung nít, cái gì cũng chung vậy. Để thay mặt anh nói chuyện người này người kia, để xúc phạm tôi. Anh không được quyền xúc phạm tôi, ai cũng có quyền xúc phạm tôi. Nhưng anh không được quyền. Anh hiểu chứ Ngọc Sơn? Anh phải biết cái chị ba này là 15 năm tôi gầy dựng cho anh. Anh nên nhớ. Cái chỗ bao thoát không phải chỗ giỡn chơi. Nếu anh á muốn giỡn chơi với thằng Quý Ngọc á, anh biểu nó đi chỗ khác. Nó muốn chơi đĩ, nó kiếm đĩ mà chơi. Tôi đã nói là tôi không có muốn đụng tới mẹ cha anh, vì đó là người lớn, tiền bối cũng là cha mẹ của tôi. Nhưng vì anh bảo kê, nó bắt buộc tôi phải lôi mẹ anh ra. Vì chỉ có như vậy anh mới nhát tôi. Tôi đã nói rồi, đừng lôi tôi vào làm nạn nhân của thằng khốn nạn Quý Ngọc nữa. Anh hiểu chưa? Anh giao thiệp với tôi, anh cần cái gì, anh muốn cái gì, anh điện thoại vô nhà này, anh gặp tôi được, nhưng anh không chịu gặp. Anh luôn cái thằng Mỹ Ngọc ở giữa chúng ta. Tại sao vậy Ngọc Sơn? Đã 15 năm rồi Ngọc Sơn, anh cũng như vậy hoài vậy. Mà tôi không thích cái kiểu đó. Tôi không thích cái kiểu đó Ngọc Sơn. Và tôi ngồi đây tôi thẳng định trước quần chúng của anh của tôi chưa bao giờ yêu anh một mình. Tôi không bao giờ yêu anh một mình. Tôi làm từ thiện chứ không phải tôi yêu anh một mình. Vì tôi đáng tiếc cho anh không có một người tốt với tôi bên cạnh, một người giỏi với tôi bên cạnh. Anh là một thằng rất ngu si, đần độn. Anh may mắn anh gặp được tôi chẳng có ăn uống cái gì. Thằng Quý Ngọc nó muốn kiếm tiền bao thóc thì đừng kiếm chuyện. Vì kiếm chuyện với tôi sẽ không ăn uống được, không phải cái bao thóc quen mà cái nhà của anh nữa. Anh làm gì còn nhà, anh có thời cái gì? 15 năm nay tôi không giúp anh ở đâu ra Ngọc Sơn, anh làm gì có thời? Anh thời ở đâu ra? Để anh cho thằng Quý Ngọc, anh cho mẹ, anh cho người này người kia. Nếu tôi không là người sau lưng anh giúp anh và lo cho anh 15 năm nay, anh có thể lấy 10.000 con vợ của anh, 10.000 tỷ con đàn bà của anh, những cái con nào chị ba nào của anh, nhưng những con phụ nữ của anh chẳng con nào qua được tôi. Tôi đảm bảo nó chẳng làm được cái tích sự gì cho anh nhờ. Mấy con đàn bà của anh chỉ là đồ ăn bám rẻ đó. Tuy tôi bệnh tật nghèo thật, tôi khó khăn, nhưng tôi tự hào cái nhân phẩm.
Anh hùng không hỏi xuất xứ đâu Ngọc Sơn. Nhân tài thì đừng đem cái đời tư của tôi ra mà nói những cái gọi là hoàn cảnh của tôi, con người của tôi. Chỉ có tôi mới giúp anh được. Anh đừng tưởng anh có chút ruộng, chút giường, chút thời, chút thế là anh giỏi. Anh quên những cái ngày tháng anh không ra gì của những năm xưa. Khi anh tức thế anh ngồi đó anh buồn, anh trầm cảm với ly rượu, ai bên cạnh anh. Khi anh mất rung của anh á, người ta coi như con chó ghẻ cướp rung anh, hại anh ngồi khóc. Khi thằng Quý Ngọc bỏ tù anh, để cho anh bị cái tù treo, anh tốn 1 tỷ tiền hối lộ công an. Khi anh xa cơ tức thế anh bị đủ chuyện, ai bên cạnh anh. Khi anh mất cái rung hết, ai bên cạnh anh, chỉ có tôi thôi. Chứ mấy con đĩ đàn bà vô sĩ qua tôi trông lấy con đĩ nào. Tôi xin lỗi một câu. Tôi chưa bao giờ đụng chạm tới anh và mẹ anh, nhưng anh chọc tôi nóng lên. Anh biết tính tôi mà. Vì anh là người luôn tôn chị, anh là người hiếu thảo với cha mẹ anh. Mà anh luôn bảo kê thằng Quỷ Gọc chửi vào tôi và mất dạy. Nó ý là vào một cái bóc của anh. Thì nếu anh đụng tới tôi phải đem mẹ anh ra. Vì anh là cái thằng mất dạy, anh bảo vệ nó. Anh bảo vệ nó, anh cố tình. Và mẹ anh cũng cố tình lấy lòng nó, gài tôi vào làm nạn nhân của nó. Thì tôi không chửi mẹ anh, tôi chửi ai? Tôi không chửi anh, tôi chửi ai? Gặp người khác, người ta cũng như tôi, cũng đủ mẹ đéo bà anh và bà cụ. Người ta không hiềm gì tôi đâu. Tới dở cái bàn thờ nhà anh đó, không để anh yên đâu, tôi nói thiệt đó Ngọc Sơn. Tối ngày cứ ba cái trò điên, trò khùng. Cứ yêu tôi rồi không yêu tôi, quen rồi không quen, làm nhục tôi. Có gì mới không? 15 năm rồi cũng shit, bullshit, mất dạy với cụ. Nhưng tôi nói rồi nha, thằng Tường mượn tiền tôi mà không trả, lấy tiền tôi mà đi ôm gái, chơi gái, xài cho gái, lấy tiền tôi đi đánh bài. Thằng Tường đã bị đụng xe chết, và khi chết bị lột hết quần áo, chỉ còn có quần xịp. Và thằng Duy Ngô mượn tiền của tôi xong đụ mẹ đéo bà, chửi thề tôi, chửi tệ vào mặt tôi xong, đó thì cũng là đã tử vong, tự mà tự kỷ, rồi tự bị đồng nghiệp ám sát, rồi tự chết, rồi tự giận ngày xưa năm 2003, và còn nhiều nhiều nữa. Từng người một, từng đứa trên bao thóp của vậy. Thằng ma cà vũ gọi vô đây để phá nhà tôi, thằng cua boy đưa cái điện thoại phá tôi, thì gọi vô mấy ngày sau là tự động bị trầm cảm, lấy cái súng bắn một cái bùm tự giận ngay phòng thằng cua boy hội Tam Hiệp. 330 mấy khách chứng kiến chết rồi, từng đứa một. Ngọc Sơn đã từng bị lật xe, anh nhớ không? Anh nhớ lại đi, anh lật xe còn đăng báo đó, đánh lên rồi, có lẽ lâu quá xóa rồi hả? Anh coi lại từng chuyện một vậy, tâm linh giữa chúng ta. Anh ngoan cố, anh càng dãy dụa anh càng chết. Đó lục mạng, anh thấy không, xúc phạm tôi. Anh ngồi anh cứng đầu, anh với thằng Quý Ngọc xúc phạm tôi qua nó. Anh thấy chưa? Anh bảo kê cho nó chứ ai đó thì lục mạng bây giờ đưa ra. Người ta lên án nghệ sĩ, ca sĩ rất nghiêm túc. Cái giới trong showbiz, cái đám mà cùng đồng nghiệp với anh và anh cũng vậy. Trong đó có anh đó. Anh liệu đó, tại vì không có phạt bằng tiền quá nhẹ, bây giờ là ngồi tù. Phải lấy luôn cả cái tư cách làm ca sĩ của anh. Nếu anh dám tiếp tục quan cố mà xúc phạm tôi nữa. Anh bảo về nó mà anh với nó hùng hạt nhau để mở lại rung hốt khách, mà tối đầu cũng lấy tôi làm nạn nhân. Đã 15 năm rồi anh cũng không thay đổi, ông cũng vậy. Mà tôi với anh mít lòng với nhau là 15 năm rồi cũng có một bài làm hoài. Anh không bao giờ sửa đổi hết Ngọc Sơn. Đó bây giờ lột ra rồi đó. Anh đụng chạm không phải tôi là người khác sẽ kiện anh. Thế nào anh rửa quen đường cũ, tôi bảo đảm. Cái bà mẹ anh không nói lúc còn sống mà cứ lợi dụng anh đi móc tiền con gái người ta, trai người ta. Anh thì không lấy vợ mà cứ lả lơi. Rồi bà mẹ cứ ngồi gài người ta để móc bóp là có ngày đi tù. Rồi gài thằng Quý Ngọc vô chung là lợi dụng. Vì tôi là nạn nhân của anh, mẹ anh với thằng Quý Ngọc to rập gạt tình gạt tiền tôi mà. Đúng không? Nếu bây giờ mà anh ra anh công khai anh nói 15 năm nay anh không có yêu tôi bao giờ, để anh lựa tình lựa tiền rồi. Anh chứng minh mẹ anh lấy tiền tôi là bà gạt tiền rồi. Vì anh không quen với tôi, bà lấy tiền tôi làm gì? Có đúng không? Là bà sai rồi, tôi người bệnh tật nữa. Là anh bậy rồi, anh chứng minh mẹ anh là người tham tiền rồi. Còn anh nói anh yêu tôi mà anh vô trách nhiệm, người ta sẽ chửi vô mặt anh. Tại vì anh thằng nào ông không ra gì. Anh lợi dụng tôi để làm công cụ để cho thằng Quý Ngọc xúc phạm tôi, như vậy đúng hay sai? Học trò anh, con nuôi anh, coi nó ra cái gì?
quen với tôi mà anh vô trách nhiệm chứ cái gì. Tôi không phải là món trò chơi của anh và thằng Quý Ngọc. Nhất là nó muốn chơi đĩ, nó muốn ghẹo gái đi chỗ khác, không phải là tôi. Ngọc Sơn anh hiểu chưa? Bởi vì tôi nói với anh hoài, đừng để tôi đụng cái miệng tôi hổn. Anh ép tôi hổn, định ngồi anh nói tôi là người không đàng hoàng. Tôi đã nói rồi, lúc trước nó mất dạy với tôi gả mẹ anh cho nó rồi. Cho nên nó muốn móc, muốn gì kêu má anh móc cho nó, kêu mẹ anh móc cho nó. Nó muốn thì cứ kêu lên cái bàn thờ bà về móc cho nó, không phải là kiếm tên tôi. Tôi nói rồi, đừng có phiền tới tôi. Tôi giúp anh là giúp con đường sự nghiệp, chứ tôi phải ngồi làm trò chơi cho thằng khốn nạn đó, anh hiểu chưa? Anh hiểu chưa? Ngọc Sơn đủ mẹ anh thằng mất dạy, anh thằng khốn nạn. Bây giờ có luật mạng ra mà mất dạy là cứ cầm đầu vô vô tù nhốt luôn trong đó đó. 2:28 buổi chiều ngày 23/12/2022 cúp. Luôn luôn làm cái gì cũng lôi cái thằng chó chết kia vô, có ai ghét thù gì nó. Làm thì không ra cái tích sự gì, bao nhiêu năm dành công lập công trò đại trò kia. Mất dạy. Luôn luôn tài khôn tài lanh phá đá, mất dạy vô giáo dục